bồ tung cánh giữa trời. Em như chim bồ câu trắng bay giữa trời. Em như chim bồ câu tung cánh giữa trời. Em như chim bồ câu trắng bay giữa trời. Em mong sao không có nước mắt rơi chia lìa. Em mong sao trên trái đất hoa thơm nở bốn mùa. Em mong sao trên trái đất mỗi con người như em đây là chim trắng chim hòa bình. Sông đầy yêu thương xưa đẹp trai đất xanh. Sông đầy yêu thương xưa đẹp trai đất xanh. Chúng em xin kính chào tất cả mọi người. Em xin tự giới thiệu, em tên là Nguyễn Hồ Tâm Uyên. Em xin tự giới thiệu, em tên là Vũ Khánh Ngọc, là học sinh của lớp 1A2, đến từ trường tiểu học Nguyễn Thị Minh Khai, huyện Công Chờ Lo, tỉnh Gia Lai. Các bạn thân mến, Bác Hồ từng nói, bất luận làm công việc gì cũng phải đọc sách. Hồ Chủ tịch vị lãnh tụ kính yêu của dân tộc Việt Nam là tấm gương sáng say mê, nghiên cứu, tự tìm tòi, dung nạp kiến thức qua việc đọc sách hàng ngày. Đất ơi, tim Bác mênh mông thế, ôm chọn nó sau mỗi người. Trong muôn vàng tình thương yêu của Bác Hồ dành cho mỗi kiếp người, có một tình yêu bao la, đặc biệt dành cho thiếu niên nhi đồng. Sinh thời Bác từng nói, tôi không có gia đình, cũng không có con cái. Nước Việt Nam là đại gia đình của tôi, tất cả chị em Việt Nam đều là con của tôi. Hình ảnh Bác Hồ bọn con cho các em nhỏ, hình ảnh Bác vui Tết Trung Thu cùng các em thiếu niên nhi đồng, thật gần gũi giản dị mà trang trữ yêu thương. Ai yêu các nhi đồng bằng Bác Hồ Chí Minh, tình cảm sự quan tâm chăm sóc giáo dục của người qua những bức thư, lời dạy, bài viết gửi thiếu niên nhi đồng cả nước nhân dịp Tết thiếu niên ngày khai trường Tết Trung Thu, mãi mãi khắc sâu, trở thành tài sản vô giá đối với thế hệ văn non nói riêng và dân tộc Việt Nam nói chung. Sự chăm lo của Bác cho thế hệ trẻ, cho trẻ em hiện trong phong cách xấu, trong đạo đức, trong tầm nhìn chiến lược và khoa học của người. Tôi hôm nay hát, Bác biết rằng non sông Việt Nam có trở nên tươi đẹp được hay không, dân tộc Việt Nam có bước tới đài liên quan sánh vai với các cường quốc Nam châu được hay không, chính là nhờ một phần lớn ở công học tập của các em. Vì vậy, những giờ ra chơi, chúng em cùng đến thư viện trường để đọc sách, để nâng cao hiểu biết của mình về thế giới xung quanh. Và thật may mắn, chúng em đã tìm và đọc được cuốn sách Bác Hồ với những mầm non đất nước do nhà xuất bản Minh Hồng phát hành ở ngay tại thư viện của trường tiểu học Nguyễn Thị Minh Khai. Cuốn sách là tập hợp những câu chuyện kể về tình cảm sự quan tâm chăm lo mà Bác Hồ dành cho những mầm non xưa ai của đất nước. Mỗi câu chuyện trong sách đều mang đến cho em niềm xúc động riêng. Trong cuốn sách hiện lên hình ảnh người chủ tịch nước bằng chăm công nghìn việc, bằng chăm lo cho từng chút cho các cháu thiếu nhi, đắp tặng cho chị em Việt Bắc và dặn dò phải giữ vệ sinh sạch sẽ cho các cháu, đắp giữ lời hứa mua tặng chiếc vòng bạc cho em bị dân tộc miền núi Cao Bằng. Trong ngày Tết du lịch, sau bữa tiệc nhỏ, Bác cầm quả táo và một túi kẹo gửi cho đại tướng Ấn Độ mang về làm quà cho người con trai nhỏ. Trong cuốn sách có rất nhiều câu chuyện làm cho em thấy xúc động vô cùng, như câu chuyện Bác Hồ đến với các cháu chạy trẻ mồ côi Kim Đồng. Bác Hồ đến với các cháu chạy trẻ mồ côi Kim Đồng một sáng đẹp trời. Bác Hồ đã đến với các cháu mồ côi ở trại Kim Đồng. Từ phút đặt chân đến cổng trại, nhìn bờ rào răng dây thép thay, trong mắt Bác thể ra sự nhúc nhối. Nói với các cán bộ phụ trách, giọng Bác nhẹ nhàng nhưng vô cùng thâm thía: đây là nơi nuôi dạy các cháu mồ côi, dù mang tên liệt sĩ Kim Đồng. Sao các cô các chú lại rào dây thép gai như một nhà tù thế này? Chú Thuận thưa: dạ, thưa Bác, con ngôi của thầy cũ để lại đấy ạ. Bác lắc đầu: các cô các chú phải tháo vào đám dây thép gai ngay, chế độ của nhóm của các cháu vào đây, chúng ta tiếp tục nuôi dạy vì tương lai của các cháu. Bác đi vào từng căn phòng ở, phòng ăn, phòng học, nơi các cháu vui chơi.
Bác căn dặn các em như ông dặn cháu, các cháu phải vâng lời các cô các chú, chủ chốt, chứ gì thì phải ngoan, thật thà, lễ phép với người lớn, kính trọng người già, giúp đỡ người tàn tật yếu đau. Các cháu ở trong tập thể với nhau, càng phải yêu thương nhau như anh chị em ruột thịt, và phải dũng cảm sửa chữa những khuyết điểm, những thói hư tật xấu để lớn lên làm người chủ của đất nước, đừng để mình là cây gánh nặng của xã hội. Rồi bác hỏi các cháu có cứ làm được điều bác căn dặn không nào? Một tiếng có vang lên đều khóc và sôi nổi. Bác căn dặn các em là noi gương dũng cảm của lịch sử Kim Đồng. Trong học tập và rèn luyện, em nào đạt kết quả tốt, được ba mẹ phụ trách, bác báo bác sẽ còn về thăm các cháu nhiều lần nữa. Ngày hôm ấy, bác để lại rất nhiều quà để chia cho các em, nhận phần quà của bác cho. Nhiều em đã không ăn, cách làm kỷ niệm. Thế mà thấy, bác quan tâm đến thiếu nhi nhường nào. Kết giữa các câu chuyện là những gương thiếu nhi nhi đồng, anh dũng trong học tập, trong lao động, sản xuất và chiến đấu, từng được gặp Chủ tịch Hồ Chí Minh, được người động viên khen thưởng khích lệ, cùng với những câu nói, bức thư, bài viết của bác, cuốn sách góp phần khẳng định tình cảm, sự quan tâm của người đối với thiếu niên nhi đồng Việt Nam. Một điều đặc biệt thu hút em khi đọc cuốn Bác Hồ với những mầm non đất nước là những bức ảnh Bác Hồ với những thiếu niên nhi đồng được sắp xếp theo dòng chảy thời gian. Ảnh chụp bác vui chơi cùng các cháu thiếu nhi, hình ảnh bác hỏi han, chia kẹo cho các cháu thiếu nhi, bác ca hát cùng các cháu, và có cả hình ảnh của một người ông khi bác ân cần bón cơm cho một bé gái, con của một đồng chí cán bộ. Trong các bức ảnh, chúng em luôn thấy xuất hiện hình ảnh bác trong bộ quần áo kaki giản dị, lúc nào cũng ân cần hiền hậu, ánh mắt chan chứa yêu thương, cử chỉ dịu dàng, quay quần bên các cháu thiếu niên nhi đồng như một người ông. Hy vọng cuốn sách nhỏ mà có ý nghĩa lớn này sẽ giúp các bạn thiếu niên nhi đồng và tất cả chúng ta hiểu biết thêm về cuộc đời và sự nghiệp của bác, giúp chúng ta ôn lại những lời dạy ân cần của bác, để ra sức học tập tu dưỡng và rèn luyện thật tốt, trở thành con ngoan trò giỏi, xứng đáng với danh hiệu cháu ngoan Bác Hồ như xin thầy người hằng mong. Mời các bạn cùng đến với thư viện trường tiểu học Nguyễn Thị Minh Khai để tìm đọc cuốn sách này nhé.